Sáng nay, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về góp ý tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, thường trực Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 19, thành phố Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tích cực. Việc xây dựng và ban hành chính sách quản lý đất đai thuộc thẩm quyền cơ bản được hoàn thiện, góp phần tạo cơ sở pháp lý để khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Công tác quản lý nhà nước về đất đai được thực hiện một cách đồng bộ, việc chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tại hội nghị, bên cạnh đúc rút một số kinh nghiệm từ thực tiễn, thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất với Trung ương một số vấn đề liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất của thành phố hiện nay.